ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, nhiều người biết đến người đàn ông này cũng bởi sự năng động, sâu sát, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Ông là Nguyễn Chí Hiểu, một giám đốc giỏi của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan, cũng là người giỏi làm công tác dân vận. Xã Xuân Quan, giáp thủ đô Hà Nội, một vùng đất với những con người năng động trong cơ chế thị trường. Khi nhà nước có chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp về cho ngành điện quản lý từ năm 2009, ông Nguyễn Chí Hiểu lúc đó là lãnh đạo ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Quan đã mạnh dạn đề xuất giữ lại các phần đầu tư về cơ sở vật chất của hợp tác xã từ trước năm 2000 để tiếp tục phát triển hệ thống lưới điện và phục vụ điện sinh hoạt sản xuất kinh doanh cho người dân. Khi đó, nhiều dư luận băn khoăn liệu những thành viên trong hợp tác xã có đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục đầu tư và đảm đương được nhiệm vụ lẽ ra thuộc ngành điện quản lý. Nhất là đối với một địa bàn sôi động như xã Xuân Quan với hơn 400 hộ chuyển đổi diện tích từ sản xuất các cây nông nghiệp theo mùa vụ sang trồng hoa và cây cảnh. Ông Hiểu khi đó đã ngoài 60 tuổi, vừa được bầu làm chủ nhiệm, sau này là giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Quan, đã đứng ra vận động các thành viên góp vốn, đồng thời đầu tư cho các thành viên đi học nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng được nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện an toàn, hạ thấp tỷ lệ hao tổn điện năng. Lúc đầu về kỹ thuật chuyên môn là có hạn chế, sau đó chúng tôi đã được đào tạo và về sẽ xử lý các cái lĩnh vực về điện. Thí dụ như là cắt ngắn bán kính cấp điện của từng trạm biến áp, cái thứ hai là đầu tư thêm phụ tải chống tổn thất tại các đầu trạm, cái thứ ba là kiểm tra lại các cái tuyến tiếp điện của các cái lĩnh vực coi là tại các cái khu coi cấp điện khu vực sản xuất, cái bốn là tăng cường công tác kiểm tra ban ngày và ban đêm nhằm đảm bảo an toàn và tránh tổn hao điện năng. Trên cương vị vai trò trách nhiệm là giám đốc hợp tác xã thì bác đã tập hợp đoàn kết được anh em các xã viên hợp tác xã thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với nhiệm vụ của hợp tác xã được giao như là quản lý về điện, quản lý chợ, rồi thì hệ thống dịch vụ như thủy lợi, nội đồng. Thì trong những năm qua thì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan với vai trò trách nhiệm là một người giám đốc thì đã tích cực tham gia trong cái việc xây dựng quê hương cùng với chính quyền địa phương đưa cái nghề hoa cây cảnh của Xuân Quan khẳng định cái thương hiệu trên thị trường đến như ngày hôm nay. Hiện nay hợp tác xã đang quản lý 10 trạm biến áp với trên 4.000 công tơ, có 2.300m đường cao thế, 20.000m đường dây 3 pha 4 dây. Việc tổn hao điện năng cũng được khống chế ở mức dưới 6%. Doanh thu của hợp tác xã mỗi năm tăng trưởng gần 10%, doanh thu năm 2019 đạt gần 4 tỷ đồng. Nhờ việc đưa điện ra vùng sản xuất, tạo cho các hộ nông dân chuyển đổi cây trồng từ cây kém hiệu quả sang cây có hiệu quả kinh tế cao như hoa, cây cảnh, cây công trình và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương. Ở xã Xuân Quan, hình thành được chợ tập trung như thế này có đóng góp rất quan trọng của các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Xuân Quan. Trong đó có ông Nguyễn Chí Hiểu. Việc vận động các tiểu thương vào một khu vực kinh doanh tập trung là rất khó khăn. Bởi có những tiểu thương phải nhường đất nông nghiệp cho nhà nước để có quỹ đất dịch vụ kinh doanh buôn bán. Đồng thời, nhiều người có điều kiện đầu tư đất để sinh lời. Đây là một bài toán khó. Chính vì vậy, Đảng bộ chính quyền xã Xuân Quan đã giao cho ông Nguyễn Chí Hiểu. Do gần dân, hiểu dân và được dân tín nhiệm nên ông đã làm được những việc khó khăn như quản lý điều hành hợp tác xã điện có hiệu quả và xử lý được các vấn đề phức tạp khác. Được xã tin tưởng giao phó, ông Hiểu vận động các thành viên trong hợp tác xã, các tiểu thương cùng chung tay góp vốn xây dựng khu vực chợ Xuân Quan thành điểm kinh doanh văn minh lịch sự. Là nơi giao thương cho người dân quanh vùng, ông đã vận động thành lập các tổ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Gọi là chợ thì nó nhiều vấn đề phức tạp, rồi từ an ninh cho đến vệ sinh môi trường, rồi mới quản lý ngày đêm.
đèo giao thông là người đi lại nhiều. Vậy thì chúng tôi, 5 anh em chúng tôi tập trung là cùng với ban giám đốc là sẽ điều hành nó an toàn được. Nên chúng tôi cũng thấy sự nhiệt tình của bác Hiểu, cố gắng vận động viên anh em cùng trang nữa đến tập trung cùng xây dựng hợp tác xã một ngày một vững mạnh. Không chỉ có kỹ năng và kinh nghiệm quản lý, ông Nguyễn Chí Hiểu còn là một người giỏi làm công tác dân vận. Được chứng kiến những lần ông đi tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chính sách ở cơ sở mới hiểu được công việc này khó khăn, vất vả như thế nào. Bởi Xuân Quan là một trong những địa bàn nằm trong vùng dự án EcoPark huyện Văn Giang. Khi thực hiện dự án đã gặp không ít khó khăn, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông Hiểu nhiều lần đến tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác hỗ trợ bồi thường đất nông nghiệp để phát triển đô thị và công nghiệp. Thế đầu thì tôi không đồng ý, nhưng mà sau thì được ông Hiểu đến vận động thì chúng tôi cũng nhất trí là theo ông để đưa phong trào thôn xóm rồi nhà lên, thì là nhất trí làm nhận cái bồi thường. Có bác Hiểu bên hợp tác xã dịch vụ là có đến vận động ủng hộ chính sách của Đảng và địa phương. Gia đình chúng tôi đã nhận thức ra và đã đồng thuận với ý kiến của địa phương, đã nhận bồi thường và phát triển kinh tế hộ gia đình. Có những gia đình, ông Hiểu đã phải đi vận động tuyên truyền nhiều lần, giải thích rõ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những cái được trước mắt và lâu dài mà người dân chưa thể nhìn ra ngay để họ hiểu và tự nguyện chấp hành. Ví dụ như gia đình ông Nguyễn Tiến Dỡ ở thôn 7 xã Xuân Quan có 2 sào ruộng. Lúc đầu ông thấy hỗ trợ chưa thỏa đáng, sau đó khi được phân tích, giải thích nhiều lần, ông và các thành viên trong gia đình mới hiểu và chấp hành. Như bước đầu thì gia đình nhà tôi cũng chưa thông lắm. Thế nhưng mà sau đó thì tôi được coi chính quyền địa phương, nhất là coi như anh Hiểu, giám đốc hợp tác xã, tôi là nằm trong xã viên. Thế thì bác đến đó cái vận động, bác cái phân tích, bây giờ mình phải chuyển đổi cơ chế cây trồng vật nuôi. Thế thì đồng thời coi như trong cái cơ chế này ta phải phát triển nông thôn mới. Thế thực tế tôi thấy là sau khi là gia đình nhà tôi nghe cũng đúng và vận động coi như bà con cùng làm theo, thì tôi thấy thực tế cái hiệu quả nó là có thật người thật. Đấy về Xuân Quan đây, đồng đất Xuân Quan bây giờ tôi thấy là chuyển đổi coi như về hoa này, thế rồi về tất cả cái mọi mặt là đời sống kinh tế coi nhân dân thế nổi bật hẳn. Mà ngay như gia đình cá nhân tôi cũng thấy là rõ ràng là kinh tế sẽ khác. Cái lúc đầu là rất khó khăn, mà tôi cũng là một trong những người mà được nằm trong cái tổ chức phân công để đến tuyên truyền với các lĩnh vực của các hộ nông dân. Thì sau khi mà tôi đến thì thực ra và nói thì rất nhiều bà con là có những cái ý kiến là cái này là do tự chúng tôi quyết rồi tự chúng tôi làm chứ không phải đến công. Nhưng mà sau khi mà chúng tôi ngồi tham khảo và trao đổi nhiều lần thì các hộ thấy là sẽ có những cái hướng phát triển về sau, và trước mắt là chúng ta phải khó khăn, phải hy sinh, nhưng để lấy lại cái về sau. Thì bà con nghe ra và dần dần từng bước bà con mà thôi được cái này với lĩnh vực là lãnh đạo cũng là như công các bác, thì tuyên truyền đến gia đình thì gia đình cũng trước mắt là chấp thuận để làm sao mà tới đây bàn với các cháu cùng với gia đình để ta thực hiện dự án để làm sao mà xây dựng cộng đồng cho nó ngày càng phát triển. Hoạt động của Hợp tác xã Xuân Quan đã góp phần không nhỏ trong việc giúp Đảng bộ chính quyền xã xây dựng các tiêu chí nông thôn mới về môi trường, về điện sinh hoạt và chợ nông thôn. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của những người không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với phong trào địa phương mà còn có uy tín, trình độ trong điều hành để vừa quản lý giỏi, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như ông Nguyễn Chí Hiểu.